Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Trái tim trong gió, tên tiếng Anh là Dangerous Romance. Cuộc sống vốn dĩ không có sự bình đẳng, có người sinh ra từ vạch đích ngồi mát ăn bát vàng nhưng cũng có người chịu số phận khổ cực kiếm cơm từng ngày. Sai Lom là chàng trai nghèo vượt khó, còn Căng là công tử nhà giàu, đẹp trai, ba vòng căng đét. Sự gặp gỡ của hai con người từ hai thế giới khác nhau, Sai Lom và Căng sẽ đem đến nhiều cung bậc cảm xúc như thế nào? Sai Lom là học sinh nghèo, có công việc làm thêm tại tiệm rửa xe, rửa chầy ra tay mà đến lúc đòi tiền phí thì khách hàng kêu đắt. Với cái mỏ hỗn của mình, Sai Lom liệt kê một đống chi phí khiến lão khách hoa mắt chóng mặt phải rút ví trả tiền ngay. Vừa về nhà thì gặp anh trai Saif A đang thử giày mới, nhìn là biết ngay Saif A lại lừa bệnh nhân người già mua đồ cho mình đây mà. Sai Lom không đồng tình cách làm của Saif A nhưng biết sao giờ cả hai anh em cũng phải kiếm tiền để con trả nợ nữa. Saif A muốn Sai Lom học tập thật tốt để sau này giàu còn bao nuôi mình. Sai Lom đến trường thì gặp thằng bạn chí cốt Auto. Auto khoe tấm vé VIP nhóm nhạc thần tượng mới mua được. Sai Lom nghĩ Auto ăn trộm tiền để mua nhưng Auto cãi lại nói tiền tiết kiệm của mình và không quên hối lộ Sai Lom một bữa cơm để tránh thằng bạn nhiều chuyện mách mẹ mình. Sai Lom cùng hội bạn đi xếp hàng mua nước thì gặp ngay nhóm Căng đi tới trên hàng. Cái nhóm toàn trai đẹp mà thiếu ý thức thế chứ. Nhìn ngứa con mắt mà quy định tới dạy dỗ thì Auto cản lại vì cái bọn này vừa có tiền vừa có quyền, không nên đụng vào. Nhìn thực đơn hôm nay của Sai Lom có mỗi cơm trứng, Auto gọi một cuộc điện thoại thì lập tức có ngay đĩa đùi gà từ mẹ mình, đúng là con cưng của mẹ mà. Đang ăn thì Auto có điện thoại mà chạy đi ngay, Sai Lom và Huy thấy vậy nghĩ chắc chắn Auto gặp chuyện gì đó. Thì ra Auto đi gặp nhóm của Căng, chỉ vì Auto nhận tiền để làm bài tập cho nhóm Căng nhưng bài tập của Căng chỉ được 0 điểm. Căng không những bắt Auto làm lại bài tập cho mình mà còn tra tấn tinh thần và thể xác của Auto. Sai Lom nhìn thấy cảnh này không nói gì mà chỉ quay clip lại. Sau đó, Sai Lom mang clip bạo lực học đường của nhóm Căng đến cho thầy giáo để mách lẻo, nhưng ông thầy không bênh vực Sai Lom mà còn kêu Căng tới. Sau khi biết chuyện, Căng nói bạn bè chơi đùa vui vẻ với nhau thôi. Đúng là tiền che mờ con mắt thầy giáo không phân biệt đúng sai mà bắt Sai Lom xóa ngay clip đi. Sai Lom tức lắm nhưng không thể làm gì được. Vừa ra ngoài, Căng đã khiêu khích Sai Lom vì dám đi mách lẻo thầy giáo. Căng yêu cầu Sai Lom quỳ xuống xin lỗi mình, Sai Lom cũng không phải dạng vừa mà nhổ ngay bãi nước bọt vào chân Căng rồi kiếm cớ đi mất. Sai Lom đang bôi thuốc vào cái bụng mỡ của Auto, đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này, đã bị đau còn bị Huy chửi vì tội dám đụng vào nhóm Căng. Huy muốn đi đập nhóm Căng một trận nhưng Auto cản lại, vì nếu muốn sống yên ổn thì không nên đụng vào. Hôm sau, Sai Lom đi tới trường mà tưởng mình là cục nam châm hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sai Lom vừa bước đi một bước thì bị ai đó tạt nước từ trên tầng xuống, may mà có học khinh công nên né kịp. Khi vào lớp học thì ghế của Sai Lom bị ai đó cắt chân ghế, khiến Sai Lom ngã chỏng vó, tài liệu và cặp thì bị bỏ vào thùng rác hỏng hết. Đúng lúc đó nhóm Căng đi vào, Huy tới giáp lá cả với Căng, hỏi có phải Căng làm không. Nhưng Căng không sợ trời, không sợ đất mà nói, ở đây là luật rừng, cố mà sống. Chuyện còn chưa xong, nhóm Sai Lom đang ăn cơm thì nhóm Căng đến giành chỗ. Huy to mồm chửi bàn này ghi tên bố mày hay sao, ấy thế mà đúng thật, bàn này do bố Căng tài trợ. Huy định xông tới đánh nhau thì Sai Lom cản lại, không chấp nhận mấy chuyện này, nên Sai Lom đứng dậy kiếm chỗ khác làm bài tập. Căng tìm đến chỗ làm của Sai Lom để rửa xe, Sai Lom mặc dù không muốn làm nhưng đụng đến miếng cơm manh áo nên đành chịu đựng rửa xe cho Căng. Rửa xe xong thì Căng kêu mất cái thẻ tín dụng trên xe. Sai Lom nói không lấy nhưng Căng khẳng định Sai Lom lấy. Thì ra lúc nãy, khi khoác vai Sai Lom, Căng đã lén nhét thẻ tín dụng vào túi Sai Lom. Ấy vậy mà khi chủ quán khám xét người Sai Lom lại không tìm ra, khiến Căng ngạc nhiên. Sai Lom liền nói Căng nên kiểm tra lại túi quần của mình. Căng tìm thấy thẻ tín dụng trong túi mình, tính chơi người ta mà bị người ta chơi lại. Căng mặt xịt keo còn Sai Lom thì mặt đắc ý, đến khoác vai Căng mà khích đều. Căng ăn cơm với gia đình, biết bố ứng cử nghị sĩ nên có nhiều người muốn Căng làm chủ tịch hội học sinh nhưng bị bố Căng dội gáo nước lạnh vào mặt, nói Căng không nên làm mà chỉ cần đi học cho tốt là được. Sai Lom đi học thì Auto gọi tới kêu đến phòng tập thể dục gặp mặt, đúng lúc đó tiếng Huy xen vào nói Căng muốn xử Sai Lom. Biết bạn gặp chuyện, Sai Lom co cẳng chạy tới phòng tập thể dục thì gặp hội nhóm người Căng đang hành hạ Auto. Sai Lom hỏi Căng muốn gì, Căng ung dung đi tới nói chỉ cần Sai Lom cởi áo rồi quỳ lại dưới chân Căng thì sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không sẽ hành Sai Lom đến hết lớp 12. Auto liền quỳ gối xin lỗi Căng, nói Căng đừng làm thế. Nhìn thấy cảnh tình thương mến thương của Auto và Sai Lom mà Căng đổi ý nói chỉ cần Sai Lom hôn Auto thì sẽ bỏ qua mọi chuyện. Ngay khi một đống điện thoại đang chuẩn bị quay cảnh kinh điển để đăng lên TikTok thì Sai Lom quay ra hôn Căng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sai Lom cùng đám bạn đang bàn tán vì chuyện chơi xã hội căng hôm qua thì bị cô giáo bắt trả bài. Sai Lom đúng là học sinh giỏi top một có khác, trả lời câu hỏi dễ nhăn cháo, khiến giáo viên cứng họng. Còn Kang đang phải kêu đám bạn xóa hết clip cảnh Kang bị Sai Lom hôn hôm qua, nhưng xóa kiểu gì mà clip vẫn đến được điện thoại của bà Dinh. Kang nói dối Sai Lom bắt nạt Kang và cố ý làm xấu mặt Kang trước mặt mọi người. Kang thao túng tâm lý, nói bà nên rút học bổng của Sai Lom. Hôm sau, bà Dinh đến gặp hiệu trưởng trường. Sai Lom và Kang được gọi tới phòng hiệu trưởng. Thầy giáo không thèm nghe lời giải thích của Sai Lom mà nói bà Kang rút học bổng của Sai Lom. Bà Dinh bắt Sai Lom xin lỗi Kang thì sẽ không rút học bổng, nhưng Sai Lom không chịu vì mình không sai. Bà liền bắt Kang xin lỗi Sai Lom, khiến Kang ngạc nhiên. Thì ra trước đó Pimfa đã nói sự thật với bà Dinh về chuyện Kang bắt nạt Sai Lom. Cuối cùng trước sức ép từ bà nên Kang đành phải xin lỗi Sai Lom. Vì Sai Lom học giỏi top đầu nên bà Dinh đưa ra lời gợi ý Sai Lom làm gia sư cho Kang. Khi nghe tới số tiền công trả gấp 3 thì Sai Lom hớn hở lắm nhưng vẫn phải từ chối. Không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được, phải đợi giá đắt thì mới bán chứ. Bà Dinh đưa số điện thoại cho Sai Lom mà nói khi nào đổi ý thì gọi cho bà. Sai Lom đang làm bài tập trên máy tính thì Kang lại đến pha đám, tên này thù dai như đỉa. Kang nói Sai Lom quỳ dưới chân mình thì sẽ cho Sai Lom tiền mua máy tính mới và file bài tập vừa làm. Nhưng Sai Lom nói mình đã có tiền vì có công việc mới. Ngay sau đó Sai Lom nhấc điện thoại lên gọi cho bà Dinh nói sẽ nhận làm gia sư cho Kang, khiến Kang ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Sai Lom chặn đường hỏi Kang lịch dạy học, Kang liền kiếm cớ đi vệ sinh rồi lần về trước. Đang leo lên con xe để về thì Sai Lom từ đâu xuất hiện ngồi lên xe Kang. Thấy Sai Lom bám dai như đỉa thì Kang phóng ngay với tốc độ bàn thờ. Còn Sai Lom thì bất chấp đang ngồi trên xe mà vẫn lấy sách vở ra dạy học cho Kang. Hết chịu nổi, Kang dừng xe nói Sai Lom chỉ cần nhận tiền và ném phao cho mình vào tiết kiểm tra vật lý ngày mai là được, xong rồi Kang phóng mất tiêu. Đến tiết kiểm tra vật lý, đợi mãi mà Sai Lom không thèm ném phao cho mình, Kang liền ném cục tẩy cho Sai Lom. Nhận cục tẩy, Sai Lom ghi đáp án vào rồi ném lại cho Kang. Ấy vậy mà đến khi nhận điểm số thì Kang chỉ được 0 điểm, không lẽ thằng này cũng học ngu như mình. Kang chạy tới chất vấn Sai Lom, còn Sai Lom nói tiền không mua được mọi thứ rồi trả tiền lại cho Kang mà nói lấy tiền đó để nộp phí thi lại. Sai Lom bị chơi xấu trên mạng xã hội nên bị mất việc gia sư. Việc này chỉ có tên Kang làm thôi. Sai Lom tìm đến Kang thì bị Kang khiêu khích và nói chỉ cần nhận tiền rồi ném phao cho Kang hay là sẽ bị đuổi việc ở bất cứ đâu. Hết chịu nổi, Sai Lom đấm Kang rồi trả lại tiền, nói sẽ không nhận làm gia sư cho Kang nữa. Sai Lom bị bọn đòi nợ tới nhà tìm nhưng gọi cho anh trai mãi không được. Bọn côn đồ liền đánh Sai Lom bầm dập. Đúng lúc đó Kang cầm súng tới, bọn côn đồ thấy Kang cầm súng nên rén mà cục đuôi chạy ngay. Rõ ràng là đến dọa Sai Lom mà cuối cùng lại cứu người ta một mạng. Kang chạy tới hỏi thăm tình hình thì Sai Lom khóc lóc ôm Kang. Kang đang chởm đá cho Sai Lom thì Sa Ít A về. Sa Ít A hỏi tại sao Kang đến đây thì Kang nói đến để học kèm và trả tiền gia sư cho Sai Lom. Sai Lom chất vấn tại sao Kang mang súng đến nhà tìm mình. Thì Kang nói mang đến để dọa Sai Lom vì đã đấm mình. Kang nhét tiền cho Sai Lom để trả nợ thì Sai Lom nói không nhận tiền nếu không làm việc. Đùn đẩy qua lại, Sai Lom quyết định sẽ nhận dạy Kang học mặc cho Kang không đồng ý. Sai Lom hẹn Kang 4 giờ học ở thư viện mà chờ mòn mỏi vẫn không thấy Kang đến. Còn Kang thì đang đi đá bóng cùng hội bạn. Kang nhớ tới vụ Sai Lom bị tẩn hôm qua thì cũng quyết định đến thư viện thì thấy Sai Lom vẫn đang ngồi làm bài tập. Sai Lom giao bài kiểm tra cho Kang làm thì được 67 điểm, tưởng mình giỏi mà hóa ra đây là bài kiểm tra của học sinh cấp 2 trong khi Kang đang học cấp 3. Sai Lom giao cho Kang một đống sách cao như núi để về học nhưng Kang không chịu mà phắn về luôn. Dưới sự khinh thường của ông bố thì Kang quyết định đưa ra giao kèo, chỉ cần qua hết môn trong học kỳ này thì bố phải mua cho Kang chiếc xe phân khối lớn. Hôm sau, Kang quyết tâm học hành chăm, chỉ cùng Sai Lom, cả hai học quên giờ rất tới tối muộn, Kang ngỏ ý đưa Sai Lom về. Sai Lom từ chối nhưng bị Kang thao túng tâm lý mà đồng ý ngay. Nhưng Sai Lom vẫn ngờ vực cái thằng cờ hó Kang này, mới hôm qua còn bắt nạt mình mà nay thay đổi chóng mặt thế. Nhưng không sao, chết dưới tay trai đẹp cũng được. Kang phóng với tốc độ bàn thờ tưởng đang đi đầu thai khiến Sai Lom phải ôm chặt Kang. Kang dẫn Sai Lom vào quán ăn, mà nhìn cái giá khiến Sai Lom muốn chuồn ngay, nhưng khi nghe Kang nói sẽ mời bữa này thì cũng ok rồi đó. Sai Lom chưa được ăn beef steak bao giờ mà lóng ngóng không biết ăn, Kang ga lăng cắt thịt rồi dạy Sai Lom cách ăn. Lần đầu được thử sơn hào hải vị nên Sai Lom thích ra mặt, thấy vậy Kang hào phóng mua cho Sai Lom một phần steak mang về. Với trình độ tiếng Anh nói tiếng có tiếng không của Kang nên Sai Lom dẫn Kang tham gia lớp học đặc biệt của mình. Sai Lom dẫn Kang tới quán bar, cả hai chưa đủ tuổi vào quán nhưng với cái mỏ dẻo như kẹo kéo của mình thì Sai Lom đã qua mặt bảo vệ mà được vào. Sai Lom đưa ra thử thách cho Kang sẽ là tiếp chuyện cùng người lạ và xin được Instagram của người đó.
trải qua 77, 49 kiếp nạn thì Kang cũng làm quen được với nhóm bạn mới, không quên rủ Sailom đến góc vui. Sailom hỏi tại sao Kang lại thay đổi chăm học hơn, Kang tâm sự việc giao kèo với bố và muốn bố công nhận về mình. Sailom bị một thằng tây khoai to tới gạ gẫm, Kang đến ngăn cản thì bị ăn nấm. Đang hổ báo cáo trồn với thằng Tây thì thấy đồng bọn của nó chạy tới, 36 kế chuồn là thượng sách, cả hai công đít chạy thì gặp ngõ cụt, thấy đôi bên cạnh đang hôn nhau đắm đuối, thế là Kang cũng đè Sailom để thử mùi vị. May quá cách này qua mặt được bọn Tây nên cả hai thoát nạn, còn Sailom thì trách, sao Kang dám đá lưỡi với mình. Kang về thì thấy cửa nhà không khóa, đang suy nghĩ thì nhóm bạn nhảy ra tổ chức sinh nhật khiến Kang và Sailom hú hồn suýt rớt NSBD ra ngoài. Mọi người đều có quà tặng sinh nhật cho Kang nhưng Sailom không biết nay là sinh nhật Kang nên chưa chuẩn bị quà. Đúng lúc đó bố Kang đến tặng cho Kang chiếc xe phân khối lớn. Đã giao kèo là qua môn mới tặng xe mà, thế này là không tin tưởng nhau rồi. Kang ngồi buồn như con chuồn chuồn thì Sailom đi tới chùa Tài làm ca sĩ nghiệp dư hát chúc mừng sinh nhật Kang. Sailom an ủi Kang về chuyện của ông bố hãm tài, Kang không biết mục tiêu học hành vì ai nữa, tính ném chìa khóa đi thì Sailom cản lại, cả hai giành qua giành lại rồi lộn cổ xuống hồ bơi. Nước mát giúp Kang bình tĩnh hơn, còn Sailom nói nếu Kang không biết học vì ai thì hãy học vì Sailom. Rồi Sailom ôm Kang an ủi. Dưới sự thúc ép của bà, nếu Kang không qua môn thì sẽ đổi gia sư nên Kang chăm học hẳn. Không nỡ rời xa Sailom đây mà, có động lực nên bài tập Sailom giao cho Kang làm xong trong một nốt nhạc. Kang học nhưng mắt thì dán vào máy chơi game mới mua, Sailom cũng tò mò mà muốn chơi thử. Như bắt được vàng, Kang trốn học kéo Sailom ra chơi game luôn. Cặp đôi dính lấy nhau như hình với bóng cùng học tập vui vẻ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày mai là thi cuối kỳ rồi. Đang học tập hăng say thì nhà mất điện, đành thắp nến để học tiếp. Nhà giàu mà không có máy phát điện, Sailom gợi ý phương án tiết kiệm năng lượng mà nói mãi với cái đầu óc vã đậu của Kang vẫn không hiểu nổi. Kang kể chuyện bà sẽ không thuê Sailom nữa nếu Kang không qua môn trong kỳ thi học kỳ. Nhưng Sailom cũng đã đoán trước điều đó, không có gì ngạc nhiên, trả tiền thuê mà không hiệu quả thì cho nghỉ việc là đúng rồi. Kang thắc mắc tại sao Sailom không gây áp lực cho mình. Nhưng Sailom vô tư hồn nhiên kệ sự đời mà nghĩ mình không quan trọng với Kang đến mức Kang thay đổi vì mình. Đến lúc kiểm tra, khi Sailom lên nộp bài còn lén đưa cục tẩy cho Kang, mừng hụt còn tưởng Sailom ném phao cho mình nhưng không, Sailom chỉ ghi dòng chữ tin Kang sẽ làm được. Nhờ có vitamin tình yêu mà tiếp thêm động lực cho Kang làm bài. Nhưng có vẻ liều thuốc này chưa đủ đô nên Kang học rốt vẫn bị trượt môn hóa. Kang thông báo chuyện mình rớt một môn cho Sailom, nhưng trái lại Sailom lại vui vẻ nói Kang làm thế là rất tốt, còn hơn trượt tất cả các môn như trước kia. Sailom không được thuê làm gia sư nữa thì sẽ tìm việc khác. Kang có chút hụt hẫng nhưng cũng dối lòng, nói chỉ lịch sự thông báo cho Sailom thôi. Kang đưa cho Sailom chiếc ô yêu thích mà nói phải giữ cho cẩn thận, phú nhị đại mà có cái ô cũng keo với người ta vậy anh. Thì ra Kang có hai cái nhưng đưa một cái cho ai mà không nhớ nữa. Sailom tính nói người nhận rủ năm đó là tao nè, thì xe buýt tới nên phải đi ngay. Sailom đi về trong mưa mà tâm trạng buồn như chó cắn, đúng rồi sắp thất nghiệp thì ai chẳng buồn. Kỷ niệm vui vẻ cùng Kang ùa về, thì ra hồi nhỏ trong lúc đi ké xe của mẹ Kang thì Kang đã đưa chiếc ô của mình cho Sailom. Thời gian trôi qua, Kang lại như chứng nào tật nấy vẫn không tập trung học hành, đã vậy còn tránh mặt Sailom, cả hai nhớ tới nhau mà không cách nào nói ra được. Đến lúc chọn nhiệm vụ cho hoạt động của trường thì cũng không trúng đội. Anh trai Sailom bị gãy chân nên không thể kiếm tiền trả nợ được. Kang biết được nên tới hỏi thăm tình hình của Sailom. Vì anh trai không thể đi làm nên Sailom phải gánh nợ một mình, nhưng Sailom vẫn lạc quan nói không sao vì vẫn còn tiền tiết kiệm đủ để trang trải cuộc sống. Bất cẩn Sailom ngã vào vòng tay của Kang. Kang nói cần giúp đỡ thì cứ gọi Kang. Đúng lúc đó tiếng của mấy thằng bạn phá tan bầu không khí bối rối, rồi cả hai xa nhau trong tiếc nuối. Sailom muốn xin làm lại tại gara ô tô nhưng chủ quán không đồng ý. Đúng lúc đó tên Nem đi tới gạ gẫm Sailom đi làm trai bao. Sailom từ chối nhưng Nem vẫn đưa các visit cho Sailom, khi nào đổi ý thì gọi. Nhiều ăn nhiều, vì miếng cơm manh áo mà Sailom đồng ý đi làm trai bao, khách hàng là ông già 80 tuổi mới hồi xuân. Trái đất tròn thật, thế quái nào mà lại gặp Kang và Pimpha cũng tới quán ăn. Kang tiến đến hỏi thăm tình hình thì biết Sailom mới nhận việc làm Sugar Baby. Đi ăn với Pimpha nhưng Kang thì chỉ dán mắt vào Sailom và ông già kia. Kang định nói gì đó nhưng Pimpha nhanh miệng nói muốn Sailom làm gia sư cho mình. Sailom tưởng Pimpha thương hại mình nhưng Pimpha nói muốn người giỏi nhất khóa dạy kèm để cải thiện học tập. Nghe vậy nên Sailom đồng ý ngay. Bà Dinh đến gặp Sailom trả túi sách. Bà Dinh muốn Sailom tiếp tục dạy kèm cho Kang, giúp Kang đậu vào trường đại học tốt. Mà đây chính là lời đề nghị của Kang vì thấy Sailom khó khăn về tiền bạc nên muốn giúp đỡ Sailom. Bà Dinh nói Kang có thể trực tiếp dùng tiền để giúp Sailom còn bà sẽ tìm gia sư khác cho Kang. Nhưng Kang nói nhất định phải là Sailom, nếu không cháu không chịu đâu. Bà Dinh muốn Sailom ngủ lại nhà Kang để có nhiều thời gian dạy kèm cho Kang. Tối đó Kang đợi dưới mưa thì cuối cùng Sailom cũng tới. Thấy tóc Kang ướt nên Sailom có lòng tốt lau tóc cho Kang nhưng khiến bé Kang ngại đỏ mặt chạy mất tiêu.
có nguồn động lực là Căng chăm học quên giờ giấc. Sai Lom phải làm trò con bò để trêu chọc Căng, cả hai như mèo vờn chuột chạy khắp sân. Đã vậy Căng còn bắt Sai Lom phục vụ mình, đút cho ăn, tình cùng quá trời quá đất. Sai Lom nhà quê, mới lên thấy cái giường êm quá mà nhảy tưng tưng, cả hai đứa to đầu cứ nhảy tưng tưng trên giường. Đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện, phòng ngủ vừa to vừa có điều hòa. Sai Lom đang ngưỡng mộ về căn phòng thì bị Căng dội ngay gáo nước lạnh, nói bí mật của căn phòng. Phòng của Sai Lom và phòng Căng thông nhau qua một cánh cửa và dùng chung nhà tắm. Căng muốn tắm lúc nào thì sẽ tắm lúc đó. Nghe xong Sai Lom ngạc nhiên thế thì ai dám tắm nữa. Nhà giàu mà keo thế, có phòng tắm cũng phải dùng chung. Tới giờ dự bữa cơm thân mật cùng gia đình, thấy cái túi của Sai Lom có họa tiết quen quen, thì ra bà Dinh lấy áo của Căng để vá túi cho Sai Lom, còn chọn đúng cái áo mà Căng thích nữa, làm Căng kêu trời. Đúng lúc đó ông bố về, biết Sai Lom là gia sư của Căng mà nói Căng không nên học quá sức, giọng điệu của ông bố hãm tài là không tin tưởng Căng sẽ làm nên trò chống gì đây mà. Sai Lom đang đánh răng thì Căng tự nhiên như ruồi bước vào đi tè, đã vậy còn cởi áo cởi quần ra trước mặt Sai Lom làm Sai Lom mắc cỡ che nửa con mắt, tưởng nhìn được củ khoai nhưng Căng vẫn còn mặc quần đùi nha, Căng trêu chọc còn Sai Lom ngại quá phải đi ra. Sai Lom tính đi xe buýt đi học thì bị Căng kéo lên xe đi cùng mình. Có mỗi một bài hát thôi mà ai cũng dành là bài ruột của mình, còn thi nhau hát xem ai thuộc lời hơn. Sai Lom nói muốn vào khoa kỹ thuật, cuộc sống mong ước chỉ cần trả hết nợ là được. Còn Căng thì không có ước mơ vì cuộc sống đơn giản lắm, đã định sẵn kết hôn, sinh con, kế thừa công ty của bố. Nhiều người cũng ước được sống đơn giản như thế thôi đấy anh trai à. Sai Lom rủ Căng đi tham dự sự kiện của trường đại học nhưng Căng nói lời bỏ mẹ, chỉ muốn ở nhà chơi game. Ấy vậy mà Pimpha vừa mới nói sẽ tham dự sự kiện đó, thì Căng lật mặt như bánh trắng đòi đi ngay. Pimpha muốn rủ Sai Lom đi nhưng ngay lập tức Căng kiếm cớ để phai đính kèm Sai Lom ở nhà. Nhưng Sai Lom không thèm để ý đến lời nói của Căng mà đồng ý đi sự kiện cùng Pimpha. Cả ba đến buổi sự kiện thì gặp cô chủ nhiệm Nát Bao, Căng liền đẩy Sai Lom đến khoa kỹ thuật cùng cô Nát Bao còn mình và Pimpha đi chơi mảnh. Nhưng chưa tâm tình được gì thì đã bị ông anh tóc xù tào lao bí đao kéo Pimpha giới thiệu về khoa môi trường. Gặp con thằn lằn mà ai cũng sợ hãi, nhưng Căng nói không sợ rồi để nó leo lên người, đen đủi thế nào mà lại bị nó lên áo. Mọi người thấy vậy thì cười nhạo khiến Căng bực bội bỏ đi. Sai Lom nghe tiền bối khóa trên kiếm được rất nhiều tiền vì nhận học bổng sang Mỹ học. Cô Nát Bao nói nếu Sai Lom muốn nhận học bổng thì phải dành rất nhiều thời gian để học và không thể dạy kèm Căng được. Cô giáo khuyên Sai Lom nên vì tương lai của mình. Nhưng Sai Lom nói đã hứa sẽ nhận lời kèm Căng học tập rồi. Căng đành phải thay chiếc áo hồng cute, trùng hợp Sai Lom cũng được anh chị khóa trên tặng chiếc áo giống hệt nên quyết định mặc đồ đôi với Căng luôn. Nhìn giống cặp đôi đi hẹn hò thế chứ. Căng tính chuồn về thì bị Sai Lom giữ lại dẫn đi chơi tiếp. Sai Lom dẫn Căng đến khoa nghệ thuật, đúng lúc bà chị MC gọi khán giả tham gia văn nghệ cho vui thì Căng giơ tay nhiệt tình, tưởng Căng lên hát nhưng sau đó lại giới thiệu Sai Lom lên hát. Sai Lom ngại quá nhưng cũng phải lên theo, dưới sự cổ vũ của mọi người mà Căng đánh đàn còn Sai Lom hát. Căng tặng Sai Lom một chiếc khóa với mong ước sẽ đậu trường đại học mơ ước. Sai Lom đang sướng vì được trai tặng quà thì nụ cười tắt ngay khi thấy Căng cũng tặng Pimpha chiếc khóa như vậy. Căng nói Sai Lom về trước vì mình có việc bận, nhưng khi Sai Lom lén đi theo thì thấy Căng đang móc khóa của mình vào khóa của Pimpha, Sai Lom nhìn thấy mà buồn bã đi về. Còn Căng thì chân tay vụng về làm rơi khóa, vừa cúi xuống nhặt khóa lên thì thấy Pimpha đang móc khóa của mình vào chiếc khóa của Sai Lom. Thì ra Pimpha thích Sai Lom. Căng ngạc nhiên mà hỏi Pimpha bắt đầu từ khi nào, bánh bèo thanh mai trúc mã với mình lại đi thích bạn mình. Còn gì cay đắng hơn, nhưng không sao anh trai ạ, dù sao cũng chơi BD mà. Căng mải mê suy nghĩ chuyện Pimpha thích Sai Lom mà không tập trung học tập. Căng nói với Pimpha sẽ không học kèm cùng Sai Lom nữa mà nhường Sai Lom làm gia sư cho Pimpha. Đồ vật hay sao thích nhường là nhường. Căng hỏi trong mắt Pimpha, Căng có phải là người tốt đẹp không? Còn Pimpha thì nói Căng là người bạn tốt nhất. Căng thất vọng quay đi. Cả lớp muốn Pimpha làm đội trưởng đội hoạt náo nữ, còn Căng sẽ làm đội trưởng đội hoạt náo nam. Căng từ chối nói bận học kèm nhưng gia sư Sai Lom nói sẽ sắp xếp lịch học mà kêu Căng tham gia. Căng bị mọi người ghép đôi với Pimpha nhiều quá nên phải kiếm cớ chuồn ngay. Ra tới sân bóng thì được thằng bạn rủ dê làm trận bóng cho nóng người. Tưởng gà mờ mà hóa ra Căng cũng là chân đá bóng giỏi, trổ tài xúc thủng lưới nhà nhầm lưới đối thủ nên được anh đội trưởng đội bóng mời Căng vào team của anh xem có gì nào. Căng quyết định chấp nhận lời mời gọi của anh đẹp trai, sẽ tham gia đội bóng và rút khỏi đội cổ vũ.
Sailom học động tác cổ vũ để dạy lại cho Kang, nhưng Kang khó chịu nói Sailom không nên xía vào chuyện của mình. Thấy Sailom tạo điều kiện gán ghét mình và Pimpha, khiến Kang tức giận bùng nổ mà nói người Pimpha thích là Sailom. Kang không tham gia đội cổ vũ nên Pimpha dù Sailom ghét đối với mình nhưng Pimpha đã quay vào ôm mất lượt vì Sailom từ chối mà nói bận dạy kèm cho Kang. Cho dù có không bận làm gia sư thì cũng không thích bánh bèo đâu má. Sailom thích kem chuối nhé. Biết được chuyện Pimpha bị thất tình, Kang túm cổ Sailom mà hỏi tại sao từ chối Pimpha. Bực mình quá Sailom hét lên, nói mình không thích Pimpha, người mà tao thích là mày đó. Đến tối Kang tìm Sailom để nói chuyện nhưng không thấy đâu. Đúng rồi, người ta tỏ tình xong người ta chạy về nhà ăn mì hảo hảo chua cay rồi chứ ai ở đó cho anh tìm nữa. Kang và Sailom được ghép nhóm làm bài tập, Sailom nói mình sẽ tự làm một mình. Kang kéo Sailom lại thì thấy người Sailom nóng như lửa đốt, hỏi thăm em mà bị em phũ. Bước đi vài bước thì Sailom ngã nhào, Kang chạy ra đỡ thì bị Wee đẩy Kang ra, để tao lo cho bạn tao. Kang đến phòng y tế tìm Sailom nhưng Sailom đã về từ lúc nào, nên Kang phải vác xác đến tận nhà tìm Sailom, thấy Sailom đang gục trên bàn, chăm chỉ dữ vậy ạ, sốt 41 độ mà vẫn học được. Sailom mê man không biết Kang đến mà còn tưởng Saif á. Nhìn cậu ấm nhà giàu Kang lóng ngóng lau người cho Sailom kìa, chắc lần đầu tiên chăm sóc người khác ạ. Kang vận dụng cái đầu óc bãi đậu của mình mà cuối cùng cũng hoàn thành đống bài tập giúp Sailom. Vừa mới đi mua cháo về thì lại thấy Huy nẫng tay trên đến đút cháo cho Sailom rồi. Sailom nhờ Pimpha giúp mình hẹn gặp Kang. Sailom hỏi có phải tối qua Kang đến chăm sóc mình. Kang nói không phải, nhưng khi Sailom đưa cái USB quả bóng của Kang ra thì hết đường chối cãi. Sailom hỏi tại sao Kang làm vậy nhưng Kang nói chỉ vì thấy có lỗi để Sailom giờ mưa mới ốm nên muốn chịu trách nhiệm thôi. Kang nói chưa từng có cảm giác gì khác ngoài cảm giác có lỗi với Sailom. Vạ miệng rồi, chuẩn bị nghiệp quật nha anh, yêu thì đừng có chối, mẹ em bảo nói dối là hư. Ngày hội thể thao cũng đến, bé Sailom dỗi mà không thèm đưa nước cho Kang, còn tên Huy mỏ hỗn lại gợi đòn muốn Kang đánh đây mà. Kang đá bóng nhưng bị đối thủ chơi xấu đá vào chân, đang đau đớn vật vã thì em Sailom chỉ cổ vũ một cái như tiếp thêm sức mạnh. Kang đứng dậy cướp bóng nhưng sút vẫn trượt rồi để Huy cướp mất công lao ghi bàn. Có tin đồn Kang nhờ quan hệ rộng mà được vào đội bóng chính thức nên mọi người không ưa Kang. Thấy Huy khoác vai Sailom cười nói vui vẻ khiến Kang tức giận kéo Sailom vào nhà vệ sinh. Kang nói không thích Sailom ở cùng Huy, người ta ghen đó em trai. Rồi Kang tiến đến hôn Sailom với nụ hôn tràn ngập nước miếng. Sailom đẩy Kang ra mà hỏi tại sao làm vậy, thế mà Kang vẫn không chịu tỏ tình, rồi bị tên Huy phá đám cắt ngang câu chuyện. Đến tối Kang gõ cửa mãi mà Sailom giả điếc không chịu ra, không đi cửa chính thì mình đi cửa phụ, giờ mới biết cái cửa nhà vệ sinh có ích ghê, Kang định mở cửa thì bị Sailom giữ lại. Kang tỏ tình Sailom làm người yêu anh đi, nhà anh có đàn gà dù. Sailom dễ dãi cuối cùng cũng chịu mở cửa cho trai vào phòng, Kang tâm sự tình cảm từ tận đáy lòng nên Sailom cũng tủm tỉm cười mà nói hiểu rồi. Và phải con lũy tình yêu nên hai anh phát cơm chó cho con dân xem, ngọt đến mức tiểu đường luôn rồi. Cả nhóm đang đói thì Kang mang đống đồ ăn đến khiến Huy và Auto ngỡ ngàng còn tưởng Kang uống lộn thuốc. Nhìn Sailom tủm tỉm cười khoái chí là biết có chuyện gì mờ ám rồi. Thì ra điều kiện để có được tình yêu của em Bouti là Kang phải lấy lòng được nhóm bạn của Sailom. Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày, hết lấy lòng bằng đồ ăn cho nhóm bạn rồi đến lượt lấy lòng Sailom. Nhưng tiền không phải là tất cả, nghe cái người không xu dính túi nói kìa, có gan không, không có tiền thì vất vả đó anh. Sailom nói không phải chỉ vung tiền là lấy lòng được bạn bè mà còn phải chơi đùa vui vẻ cùng mọi người nữa. Ngày hôm sau cả nhóm đi mua đồ chuẩn bị cho hội thể thao, Auto đang lo ba người không bê nổi đồ thì đúng như ước nguyện có thêm Kang tới phụ giúp. Huy nghi ngờ trước sự tốt bụng bất thình lình của Kang, Kang đành phải nói được Pimpha gọi tới bê phụ đồ. Sailom ngửi mùi hôi nách quen quen thì ra Kang lấy áo mình mặc, Kang nói muốn hòa nhập với mọi người. Vừa nói dứt câu thì xe phanh gấp khiến Sailom ngã nhào ôm Kang, ngại quá phải xuống xe thôi. Cả đám mua đồ túi lớn túi nhỏ, đi chụp vòng chợ chân muốn dã rời, nhìn trạng thái của Kang mà cả đám tử tế hỏi thăm có ổn không. Kang nói ổn, đúng lổn lòi lìa, mới đó đã ngất ngay rồi. Đúng là cậu ấm nhà giàu, tưởng đến giúp mà lại trở thành gánh nặng. Kang xin lỗi mọi người, Huy hỏi sao Kang phải làm vậy. Kang nói muốn lấy lòng mọi người nhưng không phải bằng cách mua chuộc bằng tiền. Có ai chơi tiền đâu má, do người ta nghèo thôi. Auto nói Kang cứ đập tiền vào mặt bọn này đi, thế là Kang quyết định mời cả đám một bữa. Đến tối Kang dẫn cả nhóm đến quán rượu, cả ba đứa nhà quê lần đầu tiên được vào quán rượu mà ngơ ngác. Auto mới nốc được vài cốc rượu đã ăn nói xà lơ, rồi lôi kéo Sailom ra nhảy nhót cùng mình. Rủ dê người ta mà bỏ Sailom một mình, bà bánh bèo ở đâu chui ra đòi gạ tình Sailom thì Kang nhảy ra khẳng định chủ quyền, đây là bồ của em bà chị ạ. Kang nổi tính chiếm hữu, ghen nổ đom đóm mắt không muốn ai tới gần Sailom. Đang tính hôn nhau thì cảnh sát tới, kết quả Auto bị tóm, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa mà chú cảnh sát không tha cho. Kang phải chạy ra nhận lỗi rồi gọi bố tới giải vây.
vì đang trong thời gian bố tranh cử mà gây chuyện nên Kang bị bố chửi sấp mặt. Thấy vậy cả đám nháo nhào nhận lỗi thay Kang. Trận chung kết đã tới, Kang hứa sẽ đem chiến thắng về cho Sailom. Nói trước bước không qua mới đó đã bị dẫn trước 3 bàn. Wee bị đối thủ chơi bẩn khiến chân bị đau, Wee quyết định nhường cơ hội đá phạt đền cho Kang, đá đi mà lấy le với bồ, nhưng Kang lại không sút vào. Kang lo lắng vì là Wee thất vọng, chắc bọn nó sẽ càng ghét Kang hơn, nhưng Kang hứa với Sailom sẽ cố gắng lấy lòng mọi người. Sailom nghe xong cười tủm tỉm vì thật ra hai thằng bạn của mình đã biết chuyện Kang và Sailom chơi BD rồi. Vì sự cố gắng của Kang mà Sailom tặng phần thưởng cho Kang là một nụ hôn má ướt át. Kang vô tri còn hỏi mình đã trở thành người yêu của Sailom rồi đúng không? Đến mức này mà còn phải hỏi nữa á, thiếu mỗi lên giường nữa thôi đó anh trai. Saif A trở thành người chăm sóc cho bà Dinh. Không thể trùng hợp như vậy được nên Sailom phải hỏi thằng anh trai có phải Saif A lừa bà Dinh không. Nhưng may mà thằng anh cờ hó vẫn còn chút lương thiện, nói được bà Dinh tin tưởng nên thuê chăm sóc. Vì bà Dinh là ân nhân của Sailom nên Saif A hứa sẽ không lừa đảo gì. Vừa hứa xong, Saif A đã chứng nào tật đó đòi tia đồ nhà người ta rồi làm Sailom phải đuổi thằng cổ ra khỏi phòng. Kang học tập tiến bộ nên được Sailom khen sướng tít mắt. Tối nay Kang đòi ngủ cùng Sailom, cho ngủ cùng đi đảm bảo mai làm bài kiểm tra đạt 100 điểm. Anh hứa chỉ ngủ cùng thôi, anh không làm gì cả. Sailom dễ dãi tin lời dụ dỗ của trai mà đồng ý cho Kang ngủ cùng mình. Đúng là cái tật mê trai, đầu thai không hết mà. Cả hai tâm sự tuổi hồng rồi ôm nhau ngủ. Ơ hay, không làm gì thật à, chán bác đạo diễn thế. Em mà là đạo diễn thì gạo nấu thành cơm xong từ lâu rồi. Sáng hôm sau đang say giấc nồng thì bị tiếng Saif A làm tỉnh giấc. Kang nhanh chân chạy trốn trước khi bị bắt gian tại trận. Cái nét diễn của Sailom khiến Saif A càng nghi ngờ Sailom giấu giếm điều gì đó. Thế là Saif A quyết định lục tung phòng tìm kiếm nhưng không thấy gì. Thì ra Kang đã nhanh chân chuồn qua cửa nhà tắm về phòng rồi. Giờ thì ai hiểu tại sao xây phòng tắm chung rồi các bác ạ. Để hú hí với nhau thì còn đường mà trốn chạy. Kang xin Sailom được đi đá bóng nhưng Sailom không đồng ý. Nhưng thấy thằng người yêu mình cũng có chút tiến bộ học tập nên Sailom đồng ý cho Kang đi đá bóng nhưng phải về nhà trước 8 giờ tối. Kang vui sướng hứa với Sailom rồi ba chân bốn cẳng chạy đi đá bóng ngay. Đấy mẹ em bảo đừng tin vào lời hứa đàn ông mà, nói 8 giờ về mà mãi còn chưa thấy về. Sailom gọi cho Kang nhưng không được, lại thêm thằng anh trai ở bên cạnh khích đều thêm mắm dặm muối nữa. Kang về muộn, đang định giải thích với Sailom thì Sailom không thèm nghe, giận quá mất khôn. Sailom nói Kang vẫn chỉ là bọn nhà giàu ham chơi khiến Kang thất vọng vì Sailom vẫn nghĩ mình khốn nạn như vậy rồi quay đi. Sáng hôm sau, Sailom mới biết chuyện quy tập bóng cùng Kang đến 10 giờ tối. Thì ra Kang muốn về học cùng Sailom nhưng phải ở lại tập cùng mọi người để được thi tuyển vào đội bóng. Vì lỡ hôm qua làm bố dẫn nên hôm nay Kang không dám tập muộn nữa mà phải xin về sớm. Vừa đi ra thì gặp Sailom đến, Sailom rủ Kang đá bóng với mình. Lạ thật thằng mọt sách này không bắt mình học mà rủ mình đi đá bóng. Sailom nói muốn xin lỗi Kang vì đã hiểu lầm Kang, còn Kang cũng nói xin lỗi vì mình thất hứa, thấy bản thân kém cỏi vì không thể sắp xếp việc học và việc đá bóng, vậy mà còn đòi thi tuyển vào đội bóng. Sailom an ủi Kang nhất định sẽ làm được, có động lực từ em người yêu nên Kang quyết định sẽ thi đậu vào đội bóng của trường luôn, ghê chưa, ghê chưa. Nói là làm, mới sáng sớm gà chưa gáy mà Sailom đã vào đánh thức con sâu lười Kang dậy, còn mang theo cả cái lịch trình dày đặc như siêu sao khiến Kang hoa mắt chóng mặt. Cả ngày Sailom bắt Kang vừa học vừa luyện tập thể dục thể thao. Cái giá của việc muốn thi vào đội bóng của trường đại học đấy anh trai ạ. Đến lúc khát nước mà còn bắt người ta làm trò mèo vờn chuột nữa, kết quả cả hai lăn quay ra ngã. Còn tưởng sắp được chứng kiến màn đá lưỡi nhưng Kang chọn chai nước thay vì chọn hôn Sailom ạ. Chán anh thế chứ, không hôn thì để em hôn cho. Vì cả ngày hoạt động quá sức nên kết quả chân Kang bị đau phải nhờ tới tay xoa bóp của Sailom. Ngày mai là ngày thi tuyển vào đội bóng, Sailom hỏi Kang có hồi hộp không. Kang nói lo lắng lắm, luôn cần sự động viên từ người yêu mà Sailom động viên kiểu nhạt nhẽo quá. Kang dỗi tự thoa thúc luôn. Sailom phải giơ cái nách lên cho ôm này, Kang còn tính làm giá nhưng cũng phải chui ngay vào vòng tay Sailom thôi. Sailom cổ vũ tinh thần Kang khiến Kang thích thú phải hôn hít bồ mấy cái. Hôm sau đến ngày thi tuyển nhưng có vẻ chân Kang vẫn còn đau nên đá bóng không được tốt. Sailom lo lắng tại sao Kang chân đau mà còn phải cố đi thi tuyển, Kang nói không muốn mọi chuyện cố gắng trở nên vô nghĩa. Sailom phải lấy ra chai thuốc thần thánh, vừa mới trông được từ ông anh trai ra xịt cho Kang. Thuốc đắt tiền mà không hiệu quả gì cả, chân Kang vẫn đau khi đá bóng. Vậy mà chỉ vì em yêu cổ vũ một câu là đã có thể sút vào ngay được. Phải chạy ra ôm em người yêu ngay. Không gì bằng động lực từ tình yêu, nhìn là muốn có bồ. Đến tối Kang mò sang phòng Sailom, vì Kang làm tốt nên đòi Sailom thưởng cho mình, tự nhiên đòi giơ nách người ta lên làm gì vậy. Rồi Kang lột áo của Sailom làm Sailom hết hồn phải che rú lại. Thì ra Kang muốn Sailom mặc áo của mình để bám mùi hôi nách của Sailom, còn người ta yêu nhau nên nghiện mùi nhau các bác ạ. Kang khóc vì cuối cùng bản thân cũng đã làm được, còn Sailom thì ôm an ủi anh người yêu mít ớt này. Kang rủ Sailom đi tập luyện cùng mình ở Korat, yên tâm anh bao ăn bao ở, đang còn lo phải nói như thế nào với bà và bố Kang. Nhưng có Kang bảo kê nên Sailom đồng ý luôn.
Cang đang hào hứng còn tưởng bố đến chúc mừng việc mình thi đậu vào đội bóng. Vậy mà Cang lại thấy thầy giáo và bố đang nói chuyện. Thì ra bố Cang ủng hộ tiền cho đội thể thao nên Cang được thầy giáo ưu ái cho vào đội tuyển. Cang ba mặt một lời cãi tay đôi với bố khiến bố tức giận vuốt má một cái. Đã vậy còn bị chửi người như Cang không làm được gì nếu không có ông bố giàu có. Cang thất vọng bỏ đi, thấy vậy Sai Lom phải giúp Cang bình tĩnh lại. Cang muốn đi đâu cũng được và Sai Lom sẽ đi cùng Cang. Cang tính không dùng tiền của bố, bẻ chiếc thẻ ATM thì bị Sai Lom cản lại. Không có tiền gì cặp đất mà ăn à. Chả biết suy nghĩ thế nào mà Cang lại quyết định sẽ tiêu hết tiền của bố, tiêu cho sạt nghiệp luôn. Nói là làm, Cang đi rút tiền mặt và bắt đầu con đường trải nghiệm là người giàu trước khi cái nghèo ập tới. Vậy là Cang dẫn Sai Lom đi ăn chơi tẹt gà. Hai thanh niên mới nhú tiêu tiền mà cũng thấy mệt, mang đây e tiêu đỡ cho. Cang còn đòi trả nợ cho Sai Lom nhưng Sai Lom từ chối. Vừa mới khoe mình giàu mà mới đó đã tiêu hết tiền rồi, phải thuê cái phòng bé tí để ngủ. Sai Lom mệt quá nên vừa đặt lưng lên giường là ngủ luôn. Cuộc đời lên voi xuống chó thật chứ, mới tận hưởng sự giàu có được một ngày thì đã nghèo rất mùng tơi vì Cang bị bố đóng băng tài khoản luôn rồi. Đã hết tiền nhưng vẫn muốn mua bóng cho bọn trẻ, thế là Cang quyết định bán cái xe yêu quý của mình. Vậy mà gặp cái ông mua xe hách dịch trả giá lên xuống. Cang đồng ý bán với cái giá 100.000 baht. Thế là lại có tiền mua bóng và giày cho bọn trẻ. Nghèo chưa được nửa ngày đã giàu lại rồi. Có tiền là Cang lại thuê phòng khách sạn sang xịn mịn liền, lại còn nhà tắm cửa kính. Cang đòi tắm chung mà Sai Lom không cho. Không cho thì mình tự vào. Sai Lom đang tận hưởng ngâm bồn thì Cang mò vào đòi tắm chung. Vì Cang nghĩ tới giao kèo với bố là sẽ qua kỳ thi thì sẽ được tặng xe, mà Cang còn chưa thi nữa nên cái xe này bây giờ không phải của Cang. Sợ bố sẽ thất vọng nên Cang quyết định sẽ mua lại chiếc xe. Cả hai tâm sự tuổi hồng rồi Cang tiến tới chọc ghẹo Sai Lom, còn tưởng sắp xem được cảnh nóng mà Sai Lom lại lặn mất tâm. Cang muốn mua lại chiếc xe nhưng ông chủ nói đã có người đặt cọc, bảo Cang phải mang đủ 150.000 baht thì mới chuộc lại xe được. Bán hết tất cả mọi thứ mà vẫn không kiếm đủ tiền, tối đó Cang lén lút đi tới quán bia chơi bia kiếm tiền. Vậy mà lại bị Sai Lom tóm tại trận, còn tưởng Sai Lom sẽ ngăn cản Cang nhưng Sai Lom ủng hộ vì đây là cách có thể kiếm được số tiền lớn trong một đêm. Nhờ có thiên tài vật lý Sai Lom chỉ đường mà Cang đánh đâu thắng đó, khiến đối thủ phải bỏ cuộc rồi chỉ Cang lên khu vực VIP để chơi. Cang và Sai Lom lên đòi thi đấu với mấy tên râu ria với số tiền cá độ lớn. Cái tên đầu chọc thấy Sai Lom chỉ cách đánh cho Cang mà liên tiếp đánh bóng vào lỗ nên kiếm chuyện đòi tách Sai Lom khỏi Cang. Nhưng không sao, Cang một mình vẫn chơi được, quả nào và quả đấy khiến tên đầu chọc ria toát mồ hôi hột, cuối cùng Cang cũng chiến thắng vẻ vang. Nhưng tên đầu chọc bị thua lại kiếm chuyện nói Cang chơi ăn gian đòi chơi ván khác. Thấy tình hình không ổn, 36 kế chạy là thượng sách. Sai Lom cùng Cang vắt chân lên cổ mà chạy tay khói. Cang mang tiền chuộc xe nhưng không ngờ gặp lại cái đám côn đồ hôm qua chính là người đặt cọc xe. Tên đầu chọc muốn Cang quỳ lạy trước chân hắn hoặc phải trả lại tiền. Sai Lom bảo Cang trả tiền lại nhưng Cang không đồng ý. Tên đầu chọc khích điều Cang, giận quá mất khôn Cang xông vào đánh nhau. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cuối cùng cả hai bị đánh bầm dập. Cang xin được mua lại chiếc xe vì nó rất quan trọng với mình, rồi Cang quyết định quỳ lạy trước tên đầu chọc. Cái đám côn đồ cũng không làm khó Cang nữa mà quay đít bỏ đi. Sai Lom tay thì chăm sóc vết thương cho Cang, còn mồm thì hỏi tại sao Cang lại phải mua lại chiếc xe. Cang nói chiếc mô tô là món quà đầu tiên của bố mua cho Cang. Cang lo sợ bố sẽ giận mình nhưng Sai Lom đã nhắn tin báo cáo tình hình cho bố Cang rồi. Tiền vẫn còn nhiều mà không biết tiêu gì, không thì cho em tiêu cũng được ạ. Đây đi, Cang đòi mua lại Sai Lom vì anh giàu mà. Rồi cả hai lao vào đấu kiếm. Cảnh này thì các bác tự thẩm nhé, không từ ngữ nào diễn tả được ạ. Sáng hôm sau, Cang vừa tỉnh dậy thì được Sai Lom mang đồ ăn tận mồm. Hôm qua làm thịt nhau xong mà Sai Lom ngại còn không chịu thừa nhận, cái vết hickey còn bảo là mũi cắn. Vậy là Cang đè Sai Lom ra đòi làm thêm vết nữa. Cang quyết định sẽ đến tập luyện bóng cùng đội tuyển. Nhờ có bà Dinh khai sáng mà bố Cang đã đến cổ vũ cho Cang. Nhân dịp đó Sai Lom mách lẻo những gì Cang suy nghĩ về bố mình. Nó bố không tin tưởng Cang, cảm thấy bản thân mình vô giá trị. Nó còn đi bắt nạt người khác đấy chú. Nhưng không sao, cháu dạy dỗ lại nó rồi. Trận đấu kết thúc, Cang ghi được 5 bàn, hớn hở khoe với người yêu là thế mà vài giây sau mặt lại xị như cái bị. Cang thấy buồn vì những gì mình làm mà bố lại không thấy điều đó. Sai Lom nói bố Cang có đến cổ vũ Cang nhưng có việc bận nên phải đi trước, không quên nói Cang rất quan trọng với bố. Thì ra trước đó bố Cang đã hứa với mẹ Cang là không được khắt khe với Cang nên mới không kỳ vọng, không áp lực lên Cang. Nghe xong, như giải tỏa được mọi thắc mắc trong lòng bấy lâu, Cang xù kèo ăn nhậu cùng huấn luyện viên mà cùng Sai Lom chạy xe về nhà với bố luôn. Vậy mà chạy về đến nhà thì thấy xe cứu thương và xe cảnh sát khắp nhà, bố Cang bị bắn và ngạc nhiên chưa? Thủ phạm chính là anh trai Saif A.
Salom nhìn thấy anh trai mình đi ra với cái còng số 8 thì ngạc nhiên ngơ ngác không ngậm nổi miệng. Tình hình là bố Kang đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê, Kang chạy ra an ủi Salom. Kang tin anh Saif A không phải là thủ phạm nhưng nào ngờ đâu ông cảnh sát nói Saif A đã thú nhận mình chính là người đã bắn bố Kang. Chuyện tình tan vỡ, tay Kang cũng vì thế mà buông bỏ Salom rồi. Kang nói Salom thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà mình. Kang đi làm thêm để kiếm tiền thuê luật sư cho anh trai. Thấy đồng hồ của khách để quên, Salom do dự tính trộm nhưng sự lương thiện trong con người bừng tỉnh nên Kang quyết định không trộm đồ. Thì ra nên dàn cảnh để quên đồng hồ cho Salom trông bán lấy tiền thuê luật sư cho anh trai nhưng Salom không làm. Con người ta ngoan ngoãn vậy mà định dụ dỗ đi vào con đường tội lỗi. Bà Dinh thì suy nghĩ Saif A không làm chuyện này nhưng bị Kang cứng đầu cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Kang tin những người nghèo có thể làm mọi thứ chỉ vì tiền, rồi nghiệp quật đến với anh sớm thôi Kang ạ. Salom đến tìm Saif A hỏi rõ mọi chuyện nhưng Saif A vẫn khẳng định là mình bắn bố Kang. Salom tức giận bảo Saif A hãy nói sự thật đi nhưng Saif A vẫn không hé răng nửa lời. Salom lại dấn thân vào con đường làm trai bao, cuối cùng bị lão dê sồm chuốc thuốc say không biết trời đất gì. May mà vẫn kịp gọi cho Kang, chưa kịp nói gì đã ngã lăn quay xuống đất rồi. Lão dê sồm định hấp diêm Salom thì may sao Kang kịp thời đến giải cứu. Kang tạt nước vào mặt Salom cho tỉnh táo lại. Salom tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh mới biết mình bị lừa. Kang không bình tĩnh chửi Salom chỉ vì tiền mà phải làm như thế này, rồi ném tiền vào mặt Salom, còn Salom cũng mỏ hỗn cãi lại Kang ngoài tiền ra thì chả có gì cả. Kang lao vào hấp diêm Salom tới tấp, con tưởng sắp được xem cảnh động phòng của đôi bạn trẻ mà cuối cùng cả hai đau khổ ôm nhau khóc ướt giường. Hôm sau Salom gặp hiệu trưởng để xin nghỉ học vì không dám dùng tiền học bổng của bố Kang. Có đám bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ra sức muốn giúp đỡ nhưng Salom cứng đầu, đã quyết định thì không thay đổi. Kang gặp Salom nhưng mình lướt qua đời nhau, để lại nhau đau. Salom cảm ơn Kang vì đã chăm sóc mình. Kang quay lại, tưởng nói được điều gì tử tế mà lại đi giật cái huy hiệu học bổng của Salom. Salom đi gặp Saif A thông báo chuyện mình đã xin nghỉ học. Saif A tức giận vì thằng em trai không nghe lời nhưng Salom hét lên bảo Saif A nói sự thật cho mình biết, cả hai định thi mồm ai to hơn hay sao? Cái tính ích kỷ ở đâu ra hỏi mãi không nói thế. Salom bất lực trước thằng anh trai mà nói sẽ làm mọi cách để Safa thoát ra ngoài. Salom vừa mới lĩnh lương xong đang trên đường đi về thì bị kẻ lạ mặt bắn, hú hồn hú vì ông bà gánh còng lưng nên bị bắn trượt. Salom vắt chân lên cổ chạy thì bị hai tên lái mô tô dí tận đít. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Kang xuất hiện. Sao ông này xuất hiện đúng thời điểm thế? Kang và Salom thoát nạn. Đến báo án thì gặp ông cảnh sát rốt như bò không tin những lời hai đứa nói. Cuối cùng cả hai thẫn thờ đi về. Salom đang tính về nhà nhưng bị Kang cản lại. Lỡ bọn xấu tìm đến tận nhà thì sao? Định chui vào chỗ chết hay gì? Vậy là Salom lẽo đẽo theo Kang vào khách sạn. Salom thắc mắc Kang theo dõi mình hay sao mà xuất hiện đúng lúc thế. Kang bị nói trúng tim đen nhưng vẫn chối nói do mình đi rửa xe thôi. Salom hỏi tại sao lại cứu mình nhưng Kang không trả lời. Còn tưởng Kang bỏ đi luôn nhưng sau đó lại quay về với đống đồ ăn trên tay. Ăn xong còn giành nhau dọn dẹp cuối cùng làm ướt quần ngay chỗ nhạy cảm của Salom. Gợi tình hay gì má? Đã vậy còn cái nhà tắm kính trong suốt thế này thì ai dám tắm? Khiếp, đã nhìn thấy hết của nhau rồi mà còn ngại. Salom tắm nhưng kỷ niệm đau khổ về mà khóc lóc vật vã. Kang chạy vào ôm từ phía sau an ủi. Salom sợ mọi người đều bỏ rơi mình nhưng Kang nói vẫn luôn ở bên cạnh Salom. Sáng hôm sau, cả hai đang say giấc nồng thì có tiếng gõ cửa làm thót tim. Salom phải đi trốn ngay. Thì ra là cái tên phục vụ hỏi thăm, vô duyên thế, vợ chồng người ta đang ôm nhau ngủ mà phá đám, khách sạn này phải chênh ninh nhân viên lại nhé. Salom vẫn tin tưởng anh trai mình không phải là thủ phạm. Không thể trốn mãi được nên Salom muốn đi tìm anh trai nói mình bị tấn công cho Saif A biết. Kang đồng ý cho Salom đi nhưng với điều kiện phải cho Kang đi cùng. Bố Kang có dấu hiệu tỉnh lại nên đem báo ngay cho tên đại ca biết. Cuối cùng tên đại ca tìm đến bệnh viện đòi giết người diệt khẩu. May sao đúng lúc đó Nem đã báo cho Kang và Salom biết chuyện bố Kang sắp bị ám sát. Cả hai đến kịp thời ngăn cản nhưng tên đại ca lại chơi hàng nóng, tính bắn Salom nhưng Kang chạy ra đỡ kịp thời. Đúng lúc đó Nem đến bắn cho tên đại ca ngủm củ tỏi tại chỗ. Đúng là phim nào cũng vậy các bác ạ. Xong việc hết rồi thì cảnh sát luôn là người đến sau cùng. Vào thăm bồ mà nó ngủ như chết, gọi mãi không tỉnh còn tưởng thăng thiên từ lúc nào chứ. Salom sợ vã mồ hôi hột, đang định gọi y tá thì Kang bật dậy hú hồn à. Đúng là dùng thân đỡ đạn cho người yêu nên Kang được Salom chăm tận răng, đút táo tận mồm. Đúng lúc đó thì hội bạn đi tới phá đám đến đưa tin nóng vừa mới cập nhật. Nem đã khai báo tất cả, Saif A không phải là người bắn bố Kang. Đại ca của Nem muốn ăn trộm tiền trong nhà Kang nên cùng Nem lên kế hoạch. Nem muốn Safa tránh mặt hôm đó nhưng đúng tối hôm đó lại thấy bố Kang về nhà. Saif A quyết định vào giúp đỡ, giành súng với tên trộm thế nào mà lỡ bắn khiến bố Kang bị thương. Đang gay cấn thì tiếng còi cảnh sát tới. Tên đại ca định giết Saif A diệt khẩu thì Nem chạy vào ngăn cản, nói để Saif A nhận tội thay nếu dám khai ra mọi chuyện thì sẽ giết em trai Saif A. Chính vì vậy mà Saif A mới không hé răng nửa lời mà nhận tội ăn trộm. Anh trai Salom cũng được phán vô tội và được thả. Bà Dinh đến báo tin bố Kang đã tỉnh. Hai bố con vừa thoát khỏi cửa tử thần gặp nhau diễn cảnh tình cảm sức mất làm đội khán thính già đằng sau vui theo. Kang cùng Salom đến đón Saif A ra trại giam, mọi người cùng đến thăm bố Kang. Saif A xin lỗi bố Kang nhưng ông bỏ qua mọi chuyện mà cảm ơn Saif đã cứu mình. Salom được quay lại trường học, đang ngạc nhiên sao mọi người nhìn mình.
thì ra Kang làm băng rôn khẩu hiệu chào mừng người yêu trở về trường học. Đúng là có tiền mà làm nhiều chuyện con bò thật chứ. Sai Lom mắc cỡ quá, bắt Kang tháo băng rôn xuống mà không tháo, rồi đuổi nhau khắp sân. Trận đấu giao lưu giải ao làng của hai ngôi trường láng giềng đã đến, Kang được Huy nhường cơ hội sút phạt đền chuộc lỗi quả lần trước sút hỏng, được em người yêu và bố cổ vũ nên một phát trúng đích luôn, ôi anh sút trúng tim em rồi. Kang và bố giải quyết mọi hiểu lầm mà trở nên thân thiết hơn. Kang nói quyết định sẽ thi cùng trường đại học với Sai Lom và Giao Kèo, nếu mình thi đậu thì bố sẽ tặng mình một chiếc xe phân khối lớn. Thời khắc tốt nghiệp cũng tới, Sai Lom được bà Dinh tặng dây chuyền vàng 4 số 9 mua ở Shopee, Kang bị ra chuồng bò vì bây giờ bà Dinh cưng cháu dâu hơn rồi. Kang được mời lên phát biểu trước toàn trường, được mời lên cũng vì là con của nhà tài trợ trường thôi, ai soạn văn cho anh mà cái bài diễn văn đậm mùi trí thức thế. Và cuối cùng là không quên cảm ơn người đã thay đổi số mệnh cuộc đời mình, đó chính là em người yêu dễ thương. Kang thông báo trước toàn trường mình đang hẹn hò với Sai Lom, còn Sa-ít A thì mắt chữ A miệng chữ O vì tin sốc động trời này. Vừa mới khen phát biểu bài diễn văn tri thức mà giờ trời mưa còn không biết đường chạy vào nhà phải để em người yêu ra che ô cho. Các bác chọn người yêu, tiêu chí đầu tiên là mưa phải biết chạy vào nhà nhé, chứ thế này thì hỏng. Kang lo sợ mình không đỗ đại học và không giúp Sai Lom trả nợ được thì Sai Lom có còn thích mình không? Vừa giàu vừa đẹp trai nhưng vẫn sợ bị bỏ bỏ. Sai Lom chỉ chiếc ô trên tay mà nói đây là chiếc ô Kang đã tặng cho mình từ hồi nhỏ mà Sai Lom giữ đến tận bây giờ, vì Sai Lom đã thích Kang từ lúc đó rồi. Nên dù có chuyện gì xảy ra thì Sai Lom vẫn thích Kang. Vài tháng sau đến thời điểm thông báo kết quả thi đại học, ai cũng đậu đại học, còn mỗi Kang là chưa biết ra ngô ra khoai gì không. Cả đám đến tìm Kang, còn tưởng Kang mới đổi phong cách với làn da rắn nắng nhưng nhận nhầm người ạ. Trong lúc đợi ông Densi tìm Kang thì mắc dù auto ra giờ cái nách không có lông lên mà quay vlog. Ông Densi quay lại thông báo tình hình cho cả đám là Kang đã đi đâu từ sáng sớm chưa về. Còn lo sợ Kang không đậu đại học đang trốn một góc nào đó khóc một mình. Sai Lom đi đến nơi hẹn hò bí mật của cả hai thì Kang cũng đến với chiếc xe mới cứng. Kang đã đỗ đại học nên về nhà nhận phần thưởng là chiếc xe. Cuối cùng cũng có cái kết đẹp, Kang và Sai Lom trao nhau nụ hôn ngọt như mía lùi dưới ánh hoàng hôn. Một cặp đôi khác cũng bén duyên trong phim này đó là chuyện tình của Huy và Naver. Lúc đầu thì chửi lộn như chó với mèo, đòi bụp nhau các kiểu. Cuối phim khi đã chính thức trở thành người yêu của nhau và trao nhau nụ hôn cũng thắm thiết không kém gì cặp đôi chính Kang và Sai Lom của chúng ta. Một cái kết đẹp chắp him phải không nào? Cảm ơn các bạn đã xem phim. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.